Trong tuần qua, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 rất nặng nề, là năm kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến cuối năm, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đối với các đại hội Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, cần có kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, trước mắt là nghị quyết đại hội Đảng bộ xã, phường, thị trấn và tương đương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành địa phương cần có giải pháp tăng tốc cho nền kinh tế, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các thành phần kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các chế độ an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động xuất nhập khẩu của Lào Cai trong nửa đầu năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Điều này làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu năm về giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu cũng như nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp mà tỉnh Lào Cai triển khai, đến nay hoạt động xuất nhập khẩu cơ bản ổn định trở lại. Theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đề ra, phấn đấu đến năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn sẽ đạt 4,6 tỷ đô la. Tuy nhiên, với những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, cùng với mặt hàng quặng xuất khẩu giảm sút nên con số này rất khó đạt được. Tỉnh đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để đưa kim ngạch xuất nhập khẩu trên 3 tỷ đô la trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2015-2020. Tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đoàn học sinh Lào Cai đạt 1 giải nhất và 1 giải nhì, xếp thứ 3 trong tổng số 68 đoàn tham gia dự thi, sau Hà Nội và sau Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước đó, tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018-2019, Lào Cai cũng là địa phương có số giải nhất nhiều nhất toàn quốc, với 5 trên 6 dự án đoạt giải, trong đó có 4 giải nhất và 1 giải tư. Trong các chương trình thời sự trong tuần, chúng tôi đã có loạt phóng sự phản ánh thực trạng học sinh tại Nàn Xín, Simacai có dấu hiệu tảo hôn sau thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Theo báo cáo của ngành giáo dục huyện, tới thời điểm này toàn huyện có hơn 80 học sinh tảo hôn và chỉ có số ít trong đó là quay trở lại trường để tiếp tục học tập. Đây là thực trạng đáng lo ngại tại nhiều trường học của Simacai nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu các ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương cần có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa để chấm dứt tình trạng tảo hôn ở vùng cao Lào Cai.